Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh channel của Star Vinh nha. Và đó mình đây. Ok, ngày hôm nay tôi mới biết tại sao mà lúc 0 giờ sáng mình rõ ràng là mình vào trong game mình gọi là mình check sự kiện, rõ ràng là có cái vòng quay gọi là cái thằng hề ma mị luôn anh em, nhưng mà méo hiểu tại sao luôn. Mình vô game thì bấm vô cái banner thì nó méo ra cái vòng quay. Chắc có lẽ anh gà đang chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Ok, thì ngày hôm trước có một cái hộp cho ông nào săn bộ chính là Tử Thần Quy Lửa và cái bộ Hắc Thiết Chiến Binh. Thì hai bộ này theo mình đánh giá là lõ, cho nên là mình không không test nên là tốn kim cương mất công lắm. Mình test theo mời nhiều bạn cũng không có săn bộ đó cho nên là không cần test làm gì. Ok, thì nếu mà anh em nào cái buồn thì chịu nha. Cái nào mà cần test, cái nào ngon thì mình mới test cho anh em, để cho anh em gọi là có cái tỷ lệ đó mà anh em biết nào anh em săn. Còn cái nào lõ quá thì test làm chi mà coi tốn tiền anh em. Chúng ta biết cái không biết cái nào lõ mà chúng ta còn săn á thì nó không sao, nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái nó lõ rồi á mà chúng ta còn quyết định mà chúng ta săn luôn á thì đó mới gọi là hơi ảo gia hoặc ảo ma Canada đây mà. Ok, thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ trở lại với cái vòng quay là hằng hệ ma mị. Thì nếu mà anh em mà còn nhớ lúc trước chúng ta có một sự kiện mở hộp cái bộ này đi chung với cái bộ mà thỏ thỏ ma quái anh em, thì chúng ta có cái hộp đó. Thì khi mà anh em mở mua 10 hộp, anh em mở ra đâu đó là ba bốn bộ trang phục gì đó, thì lần đó Gana bảo thu hồi lại, xong rồi không biết thu hồi lại hết hay không nữa, hay là có đền bù lại cho người chơi cái gì hay không thì tôi không biết. Nhưng mà về cơ bản lúc trước anh em thì cái vòng quay cái bộ này nè chung với bộ và thằng hai ma bị cái bộ mà ma búp bê thỏ ma quái này mà đấy, thì nó sẽ có một cái lỗi rất là nghiêm trọng như vậy. Và đến thời điểm hiện tại anh em thì nhiều anh em muốn săn cái bộ này nè với cái bộ mà thỏ ma quái thì anh em cũng nhớ nhớ lại cái lần đó, cho nên là anh em muốn hay riếng đó. Thì không biết là anh em còn nhớ hay không, chứ tôi nhớ sâu lắm nè, tôi nhớ dai lắm, cái nào mà kiểu như là lỗi nhiều tôi nhớ nhớ dai nè mà đó. Thì cái sự kiện ngày hôm nay nó cũng hơi bịp bịp như chon chon vậy anh em, kiểu như là anh gà, chắc là anh gà hôm bữa nghe tôi nói là cái vụ sự kiện mà tiêu kim cương thì nó mướn mức mượn mượn cho anh em là thoải mái tiêu tiền, thì anh gà quyết định là tao bố mày gọi là làm sự kiện là tiêu kim cương nó lỗi cho mày khỏi săn luôn, rồi ở đó mày nói là sự kiện kia tiêu kim cương mà không bị lỗi đó, chị kiểu 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 gà làm vậy anh em ấy. Tôi cũng không biết được có phải thiệt hay không nha, nhưng mà cơ bản á là mấy sự kiện nạp kim cương thì ít khi nào lỗi lắm em, trừ khi á bên đội phòng ngủ Gana là ngủ quên hay là thức trễ gì đó tôi không biết, nhưng mà đa phần là rất là khó bị lỗi nha. Ok, thì anh em có thể thấy là mình ở đây á là mình đang có một cái khẩu chính là khẩu AK bóng nước 49% đúng không, thì chúng ta sẽ test khoảng 600 kim cương này để xem là tỷ lệ nó như thế nào, và mình sẽ đưa ra kết quả lần cho anh em là có nên săn hay không nha anh em. Tại vì đa phần những cái bộ này á, nếu mà anh em nào muốn lấy luôn cái bộ cao nhất thì cái giá mà anh em bỏ ra thì nó không rẻ tí nào nữa, mà 120 ổ 180 cho cái bộ hình như bộ cao nhất thì phải 180 hay là 200 gì đấy nếu mà tính vào cái bộ cao nhất nha. À cái bộ cao nhất là cái bộ 180 này anh em đó, nhưng mà mấy cái ô này mình quay toàn ô x1 không đây mà. Ôi trời ơi anh em à, anh em có thấy gì chưa đó, 180 mà x1 không anh em à, thấy tỷ lệ cả rồi, tỷ lệ hết rồi đây mà, vô ô đội nào, vô ô đội nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đã anh em ơi, 10 lượt quay 11 huy hiệu, oh my god, anh gà chơi thế cùng anh em rồi. Ok, thì và các bạn anh em sẽ đợi đa số mà mình nghĩ anh em sẽ đổi mấy bộ rồi anh em, để anh em thay thế cho cái thằng chú hề ba quái. Còn mấy thằng này thì chưa thằng hề ma mị, cho nên là nhiều bạn cũng tương đối là ghiến. Cái bộ này là bộ nghĩa là xịn nhất anh em, nó giống như là nguyên tác của trong truyện tranh với lại là mấy trong trong mấy bộ phim nhất đấy, còn mấy bộ kia là kiểu là biến thể thôi cho nên là cũng không hot lắm. Ok, về chủ yếu là mình test cho anh em xem để mình lấy cái hộp súng này mình mở ra cho anh em xem để mà lấy cái skill diễn diễn thôi, còn đồ chắc chắn không đủ kim cương để mà quay đâu anh em. Thì cơ bản là mình 480 hiệu mình tính cho 50 hiệu đi, mình tốn là khoảng 700 kim cương. Để mà anh em lấy được cái bộ này á thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng 70 hiệu. Ồ 480 hiệu nhân cho 3 là 150. 150 đúng không? Thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng 2.500 kim cương. Đó, anh em thấy cái số hiệu mà chúng ta đổi là 180 thì anh em thấy nó rẻ đúng không? Nhưng mà khi mà anh em test đi là anh em mới biết. Đó, test thì mới biết. Còn cái bộ này á thì hình như là 100 160 gì á. Đó, 100 này 140 gì vậy? 108, 106 hình như chắc bộ kia là khoảng 140 anh em. Khoảng 140 á thì 140 hay 160 gì đó thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng 2.000 kim cương cho hai bộ cuối cùng. Còn mấy bộ nữ thì anh em sẽ tốn đâu đó là rẻ hơn. Đó thì khoảng 1.700 kim cương là anh em sẽ lấy được cái bộ nữ đen đen đỏ đỏ nè. Đó. Ok, và cơ bản là như thế nha anh em. Hình như bộ đỏ này là 140 nè mà. Bộ đỏ 140 nó bằng với giá với cái bộ bộ nữ này.
đó, thì theo giá của mấy bộ trên nó cũng vậy luôn nha. Ok, thì cơ bản là giá nó là như thế. Ok, tạm chia tay với server Việt Nam là hay lỗi, thì chúng ta sẽ chuyển sang một server ít lỗi hơn, chính là server Thái Lan. Server Thái Lan như anh em, thì ở bên server này chúng ta có một cái gì đặc biệt, đó chính là bánh xe sản phẩm. Thì hôm bữa mình test cho anh em xem rồi đúng không, thì còn một cái đặc biệt nữa mà hôm nay nó mới ra mắt, đó chính là một cái dòng quay săn cho chúng ta cái bộ là chiến thần dung nham. Nhưng mà chiến thần dung nham bên đây anh em thì nó là có thêm cái mặt nạ, chính là mặt nạ chiến thần nữa, phải ma thiệt chứ. Ôi rồi anh em thấy không, thêm một cái chính là phần quy đổi này, mà anh em nhìn thấy phần quy đổi chưa? Ôi rồi ôi, 666 huy hiệu cho bộ tia chớp rực lửa. Holy shit, bộ này mình sẽ làm chúng ta lấy khoảng 2k kim cương á, còn mấy bộ chiến thần dung nham này kia thì nó rẻ hơn nè. Mà ô vãi nồi, sao có bộ là 125 huy hiệu, còn bộ cao nhất là 666, vãi nồi vậy. Ô thì tính ra là anh gà bên server này còn gọi là ảo giá hơn server Việt Nam nữa anh em đấy. Oh my god, vãi bèo thật anh em ạ. Blood Demon đấy, Blood Demon là cái bộ tia chớp cực lửa hả, tia chớp cực lửa nó có liên quan đến em Blood Demon đâu ta, thì chắc là sự kiện hợp tác với phim gì đó. Thì về cơ bản là trong vòng quay này á, chúng ta sẽ có những cái lượt đó chính là 100 huy hiệu và những lượt như là 80 huy hiệu. Thì mình nghĩ là tỷ lệ mà chúng ta vô được những cái ô này á thì nó cũng có đó anh em, bởi vì nó có cái giá là 686 huy hiệu á. Chứ bình thường nếu mà 686 huy hiệu thì ở sao giờ Việt Nam chúng ta không ai dám săn luôn đây, mà mình nói thiệt luôn á, không ai dám săn đâu. Đấy, mình test thử hai lượt thì nó không có vô ô nào mà có giá trị cả. Về cơ bản thì mấy cái ô này là tỷ lệ thì mình nghĩ ra cũng khá là cao á, thì nó mới có cái giá này. Đây là server mà mình nghĩ là có cái giá của cái dòng quay của tổ ông là cao nhất mà từ từ trước giờ mình từng gặp luôn đó anh em. Đấy, cũng không biết tại sao nhưng mà chắc là họ muốn là cho nó đặc biệt, lập lại server Việt Nam đó anh em. Mà đấy, lập lại server Việt Nam nhưng mà đây server Thái Lan nha. Đó, server Thái Lan thì mơ mốt sẽ chiên, gọi là chiên lửa cho server Việt Nam, mơ mốt là ra những sự kiện nó lương lương như thế này. Ok, nhìn lại cái dòng quay này tôi lại thấy ghiền đây mà. Server Việt Nam làm gì có vụ mà dòng quay một skin súng với một bộ đồ như thế này, thêm đóng skin đồ cho mày nữa. Trời ơi, mà trong khi đó một cái giá chưa tới 1.500 kim cương đó. Sao Việt Nam mình nên học hỏi nha, thì có thể chứ nhiều cái mình muốn nói lắm anh em nhưng mà nói không được, tại vì mình đâu phải nhà phát hành game đâu mà nói với anh em, nói mà không phải nhà phát hành game nên là không nói được nữa mà. Ok, về cơ bản này mình review cho anh em xem sương sương và chút chút mời một server nào đó mà chúng ta có gọi là đồ ngon để cho chúng ta húp, mà server này ít người chơi hơn server Indo cho nên là cũng không có nhiều quá nhiều bạn gọi là chọn server này chơi đâu. Ok, cảm ơn em rất nhiều, và nếu như thấy bên em mình hay đừng quên em mình một like đăng ký kênh nha. Ok, và mình làm clip là mà tranh thủ đi học anh em, còn buổi chơi đó đó cũng là lý do mình hay làm clip buổi tối anh em, để sáng có thời gian để mà làm những công chuyện rồi đi học nữa. Ok, cho nên là anh em nào ủng hộ thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cách là like đăng ký kênh nha. Cảm ơn em rất nhiều, còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye, bộ nick này không có cái hành động nên là bye.